Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới thật là bình yên, vui vẻ nha các bạn. Hôm nay chia sẻ một cái tin tức nóng các bạn ơi. Chia sẻ một cái thông tin hé lộ nguyên nhân giám đốc bệnh viện khu vực Cai Lậy Tiền Giang bị bắt. Vì lý do gì mà giám đốc bệnh viện bị bắt ha các bạn? Thì theo thông tin được biết là liên quan tới một số vấn đề cá nhân, đó là về tình cảm ha các bạn. Nói chung là khi mà liên quan tới tình ái thì dù cho chúng ta ở tuổi nào, ở vị trí nào thì chắc có lẽ là một cái tình yêu mà làm cho người ta khó mà cưỡng được lại những cái điều mà họ đang làm, mặc dù là biết sai trái ha các bạn. Đây là một cái bệnh viện ở tại Cai Lậy Tiền Giang, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy bị bắt cùng với 3 nghi phạm khác liên quan đến vụ giết người xảy ra ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy do mâu thuẫn trong việc tình cảm. Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ hành vi của 4 nghi phạm liên quan tới vụ giết người xảy ra ở Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Sau thời gian ngắn điều tra thì liên quan tới vụ án này, công an tỉnh Tiền Giang đã bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, 57 tuổi, ngụ ở phường 1, thị xã Cai Lậy, là giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Được biết là ông Ngưu bị bắt cùng với 3 nghi phạm khác gồm là Nguyễn Đức Trọng, 37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, Nguyễn Ngọc Hậu, 25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, Lê Quốc Đạt, 34 tuổi, ngụ ở phường 4, thị xã Cai Lậy. Qua điều tra ban đầu của về phía công an đó các bạn, các nghi can này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cung cấp đầy đủ các chứng cứ liên quan đến vụ án. Bước đầu xác định nguyên nhân giết người là do xuất phát từ nguyên nhân ghen tuông tình ái. Các nghi can đã có chuẩn bị trước công cụ phương tiện để gây án. Cụ thể, khuya ngày 11 tháng 3, công an tỉnh tiếp nhận thông tin xảy ra vụ án giết người trên quốc lộ 1 thuộc ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Nạn nhân là bà Võ Thị Mười, 43 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Vào thời điểm trên, bà Mười chạy xe gắn máy chở theo một người nam lưu thông trên quốc lộ 1 hướng về từ Cai Lậy về Cái Bè, thì bị hai nam thanh niên chạy xe máy vượt lên tấn công bằng dao vào mạng sườn trái. Nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện sau khi mà chở đi cấp cứu đó các bạn, mặc dù là hết sức cứu chữa, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh Tiền Giang lập ban chuyên án để đấu tranh. Tối ngày 8 tháng 4, ban chuyên án đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy tiến hành bắt xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ngưu và 3 nghi phạm trên. Vào ngày 9 tháng 4, trao đổi với báo chí đó các bạn, bác sĩ Trần Thanh Thảo, giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, ngay sau khi có thông tin báo của công an về việc bắt ông Ngưu, lãnh đạo sở này đã làm việc với bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy để bố trí nhân sự và tạm thời điều hành công việc của bệnh viện. Theo ông Thảo, về mặt đảng, liên quan đến vụ việc ông Ngưu thuộc quyền quản lý của thị ủy Cai Lậy, nên thị ủy Cai Lậy sẽ tiến hành tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Ngưu. Các bạn biết vì sao mà một người giám đốc này mà cuối cùng phải là bị bắt vì tình ái các bạn biết không? Thì các bạn biết là không có được sự tin tưởng giữa người vợ của mình. Ông nghi ngờ là có một người đàn ông khác là có mối quan hệ tình cảm với vợ mình. Cho nên trong lòng của ông Ngưu này nè, ông bác sĩ này là ông ghen tuông quá mức, và sau đó ông phải thuê một cái người khác để là sát hại tình địch các bạn ơi. Vụ án rất là nguy hiểm. Bước đầu nhận định thì khả năng ông Nguyễn Văn Ngưu, giám đốc bệnh viện đa khoa, do ghen tuông cho nên ông thuê các nghi phạm ra tay đối với ông Định. Ông Định này là do nghi ngờ ông Định có một mối quan hệ trên mức bình thường với vợ mình. Được biết các thông tin là gia đình của ông Ngưu đã là lục đục từ lâu rồi các bạn ơi, cộng với một cái đêm định mệnh đó các bạn, ông Định và vợ của ông Ngưu đi nhậu cùng nhau, sau đó là vợ của ông Ngưu bị tai nạn thì được ông Định đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy để cấp cứu. Thì từ đó ông Ngưu ổng nảy sinh một cái ý định là ổng mới xử lý tình địch luôn các bạn ơi. Người phụ nữ ghen á
thì không có sợ. Còn người đàn ông ghen là vô cùng đáng sợ luôn các bạn ơi. Họ có thể là ghen đến mức mà không có kiểm soát được. Và họ có thể là dùng bất cứ cái gì mà họ có thể là sát hại được tình địch thì họ dùng ha các bạn. Cái điều này chúng ta khó có nói được. Mỗi người có cái sự kiềm chế khác nhau. Cũng là đàn ông có những người vợ ngoại tình người ta thì ta lặng lẽ và người ta cũng không có làm gì, chỉ cần một cái lá đơn ly dị. Em thương ai thì em cứ đi, và tôi và em là chấm dứt đó. Mà hiếm có ai mà người đàn ông nào mà kiềm chế được các bạn ơi. Đa số là những người đàn ông khi mà vợ ngoại tình một cái ha, là khó mà sống nổi rồi các bạn. Họ có thể là dùng dao, dùng vũ lực, bạo lực, bất cứ cái gì để họ xử luôn tình địch, chứ không đơn giản như các bạn đã nghĩ đâu. Trời ơi, phụ nữ ghen tuông như vậy thôi. Vậy mà có những người trước đây là về câu chuyện của Vân Quang Long chia sẻ rằng người có ăn có học, một người vợ cũ đáng lẽ ra phải khuyên nhủ tình địch của mình với mẹ chồng của mình để cho họ hàn gắn có mối thâm tình. Đó, qua cái câu chuyện này các bạn mới thấy được hàn gắn nổi không các bạn. Chồng mà đi ngoại tình là còn lát giáp thôi, phụ nữ chỉ nói ghen tuông là có thể là khóc lóc, thậm chí là có thể là nặng lời. Còn đàn ông ghen các bạn thấy không, dùng dao và chơi sọ đen đi xử tình địch và cuối cùng gây hậu quả chết người, các bạn thấy rất là nguy hiểm không? Ông này là giám đốc một bệnh viện mà cảm thấy là cái tính của ông này hết sức bốc đồng, cho nên cuối cùng là đi tù tội là do cái hành vi của mình á, mình không có kiềm chế được cho nên gây ra những cái hậu quả hết sức là nghiêm trọng. Mặc dù là họ đã là có trình độ, có học hành đàng hoàng, tuy nhiên cái sự kiềm chế của họ là họ mất kiểm soát đi các bạn. Thì có thể là ông Ngưu ổng nghi ngờ ông Định có mối quan hệ tình cảm, cho nên là ổng bắt đầu ổng thuê những cái người khác dằn mặt. Nhưng mà không ngờ những cái người dằn mặt này lại là vuông tay, quá tay mà đâm trúng một người phụ nữ, gây ra hậu quả nghiêm trọng, đó là cái người phụ nữ này tử vong các bạn ơi. Phải nói là vô tội. Thì vô tình là bà Mười này chở ông Định này đi, thì ông bác sĩ này đó là nhờ ba người khác đi theo dõi ông Định để xử ông Định này. Nhưng mà không ngờ khi mà áp sát rồi đó thì những người thanh niên này đâm, không đâm trúng ông Định mà đâm trúng bà Mười, cái người mà lái xe phía trước, làm cho bà Mười là đi cấp cứu và cuối cùng là không có qua khỏi, tử vong. Tất cả những câu chuyện liên quan tới vụ án này rất là nghiêm trọng và ban chuyên án họ rất là giỏi các bạn ơi. Sau cái thời gian ngắn thôi, họ đã xét những cái nơi làm việc của nghi phạm đó các bạn. Họ thu giữ được 50 triệu đồng, 2 quả lựu đạn, 2 viên đạn cùng các tăng vật có liên quan tới vụ án. Và những cái người này là thuộc về băng đảng các bạn ơi, mà một vị bác sĩ không có kiềm chế được ghen tuông của mình và mướn những cái người mà xã hội đen để đi dằn mặt tình địch, thì các bạn thấy là gây ra những cái hậu quả không lường luôn các bạn. Đáng lẽ ra dằn mặt tình địch thì theo mình nghĩ là họ có thể là đánh sơ sơ thôi, còn đằng này là họ vung tay quá, cho nên cuối cùng là những cái dao đã đâm thẳng vào chị Mười, làm cho chị Mười gục tại chỗ. Đây là một cái vụ án hết sức là nghiêm trọng các bạn ơi, cảnh báo cho những ai không kiềm chế được. Các bạn thấy là những người đàn ông mà ghen tuông là họ chỉ cầm dao, cầm súng không à, chứ họ không có hiền. Chỉ có mẫn người phụ nữ là ghen tuông rồi khóc lóc buồn bã đau thương thôi, còn những người đàn ông người ta không có kiềm chế được. Mà thực ra đôi khi ghen tuông vô cớ như thế này, hoặc là vợ chồng nếu mà không sống được với nhau, cảm thấy người ta phản bội mình thì thôi chia tay đường ai nấy đi cho bớt đau khổ ha các bạn. Còn đằng này một vị bác sĩ và đồng thời là giám đốc một bệnh viện ở tại khu vực nữa, nhưng mà do sự kiềm chế không có được các bạn. Con người mà đôi khi trong cái tình yêu nó khó nói được lắm các bạn ơi. Dù cho bạn học tới đâu hay là bằng cấp như thế nào, trình độ tới đâu, nhưng mà trong cái tình cảm rồi là chắc có lẽ là ai cũng như ai thôi các bạn ơi. Đôi khi có những người kiềm chế được và có những người thì rất là khó kiềm chế ha các bạn. Các bạn thân mến, đây là một trong những cái bài học mà kinh nghiệm chúng ta phải là hết sức kiềm chế trong mọi tình huống các bạn ơi. Bây giờ là một cái địa vị trong xã hội, một vị giám đốc của một bệnh viện tại khu vực,
mà do ghen tuông tình ái không giải quyết được mâu thuẫn chuyện gia đình của mình, cho nên là mướn xã hội đen, cuối cùng là những người này đã liên lụy vì làm cho một cái vụ án hết sức là nghiêm trọng, làm tử vong một người, cho nên cuối cùng rồi địa vị, tiền tài đó, tất cả những gì mình đang có trong tay một chốc lát là tan biến theo thời gian do cái sự kiềm chế của mình không có quá nóng tính, hoặc là có những cái mà vượt quá cái giới hạn của mình thì để lại hậu quả không lường ha các bạn. Rồi xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.